Xin hỏi là các bạn đã đến với bài thuyết trình của nhóm em. Nhóm em xin được thuyết trình về phần máy điện lập bộ. Nhóm em gồm các thành viên bao gồm Nguyễn Bảo Hưng, Hồ Văn Quân và Lê Anh Kiệt, Nguyễn Việt Hoàng và Hoàng Đức Đạt, Cao Thành Đạt. Em cùng Nguyễn Bảo Hưng được xin thuyết trình về phần kết cấu nguyên tắc đặc biệt quan hệ điện từ cho máy điện lập bộ. Thì máy điện lập bộ gồm ba phần chính, đó là rotor, stator và bộ kích từ. Còn đây là mặt ngang trục động cơ đồng bộ, lá thép stator, dây cuốn stator, lá thép rotor và dây cuốn rotor. Thì stator phản ứng, của máy điện đồng bộ cũng giống như stator phản ứng của máy điện không đồng bộ, gồm hai phần chính đó là lá thép và dây cuốn. Còn rotor phản cảm, rotor động cơ đồng bộ có các cực từ và dây cuốn cực từ dùng để tạo ra từ trường cho máy. Đối với máy nhỏ thì rotor thường là nam châm lửa cũ. Còn đây là sức đồ dây cuốn phản ứng rotor và sức điện động cho mạch phản ứng. Thì rotor thì bao gồm đó là rotor cực lồi và cực ẩn. Còn đây sẽ là phần cực lồi. Rotor cực lồi thường ở các máy có tốc độ thấp và có nhiều đôi cực. Thường sẽ là 2B lớn hơn bằng 4. Rotor của máy điện đồng bộ cực lồi có thường có công suất nhỏ và hoặc trung bình. Có loại thép được chế tạo bằng thép đúc và gia công thành khối lăng trụ hoặc khối hình trụ. Bên trên có đặt các cực Còn đây là rotor cực lồi trong công nghiệp. Rotor cực ẩn. Rotor cực ẩn làm bằng thép hợp kim chất lượng cao nên được rèn thành khối trục, gia công phay rãnh để đặt dây cuốn cực từ. Phần không phay rãnh hình thành các mặt cực từ. Máy có thể được chế tạo với các số cực từ là 2B bằng 2 hoặc 2B bằng 4 nên thường có tốc độ quay cao khoảng 3.000 vòng một phút. Đây sẽ là sơ đồ của dây cuốn cực từ. Dây cuốn cực từ đặt trong rãnh của rotor được chế tạo bằng dây đồng trần có thứ chỉ hình chữ nhật cuốn theo chiều mỏng thành các bối dây đồng tâm. Mọi người có thể thấy các vòng dây cắt điện với nhau. Hai đầu dây cuốn thì luồn vào trong trục, nối với hai vành trường và dội thang. Luồn vào trong trục. Tiếp theo sẽ là phần vật lý làm việc và vận hành của máy điện đồng bộ. Nguyên lý làm việc là khi ta cho dòng điện 3 pha vào 3 dây cuốn stator. Dòng điện 3 pha ở stator sẽ lên ra từ trường quay với tốc độ là N1 bằng 60 SGP. Khi cho dòng điện một chiều vào rotor, dây cuốn rotor sẽ biến thành một nam châm để có cực từ không đổi. Tác dụng giữa từ trường stator và từ trường rotor sẽ tác động lên rotor. Khi từ trường stator quay với tốc độ N1 thì lực ấy sẽ kéo theo tác dụng của kéo theo rotor quay với tốc độ bằng tốc độ của từ trường. Nên gọi là động cơ đồng bộ. Như vậy có thể nói động cơ đồng bộ khác với động cơ không đồng bộ là khi ta là độc là ta có rotor được cấp điện một chiều độc lập nên vẫn có lực tác động giữa stator và rotor với tốc độ bằng với tốc độ từ trường. Tiếp theo sẽ là phần mở máy. Muốn động cơ làm việc phải tạo moment mở máy để rotor quay đồng bộ với từ trường quay stator dựa trên lực tác dụng giữa hai lực không đổi chiều. Thì trên các mặt cực từ rotor người ta đặt các thanh dẫn được nối ngắn mạch như lồng sắt ở động cơ đồng bộ không đồng bộ. Khi mở máy nhờ có dây cuốn mở máy ở rotor, động cơ sẽ lật về như máy điện không đồng bộ. Thì trong quá trình mở máy ở dây cuốn cực từ sẽ có cảm ứng điện rất là lớn.
có thể phá hỏng dây cuốn kích từ. Vì thế, dây cuốn kích từ sẽ được khép mặt qua điện trở phóng điện có chỉ số bằng 6 trên 10 lần điện trở dây cuốn kích từ. Khi rotor đã quay với tốc độ gần bằng tốc độ N1, đóng nguồn điện một chiều và dây cuốn kích từ, động cơ sẽ làm việc đồng bộ. Với động cơ có công suất nhỏ, thì khi mở máy có thể đóng trực tiếp phần dây cuốn stator và lưới điện. Còn động cơ công suất lớn phải hạn chế dòng mở máy bằng cách giảm điện áp đặt vào stator. Thường người ta sẽ sử dụng là dùng điện kháng hoặc là máy tự biến áp đối với mặt stator. Thì động cơ đồng bộ có nhược điểm là mở máy và cấu tạo phức tạp nên đường gió chế tạo sẽ đắt hơn là máy điện không đồng bộ. Theo kết cấu có thể chia máy điện đồng bộ làm hai loại là theo chức năng có thể theo chức năng là máy điện đồng bộ và động cơ điện đồng bộ, máy bù đồng bộ. Còn theo kết cấu cực từ thì với những máy có vòng tua nhỏ dưới 1.500 vòng một phút thì sẽ sử dụng cực từ lồi, còn lớn hơn thì sẽ là cực từ lồi. Đây là cuộn dây của cực từ lồi, cuộn dây của cực từ lồi thẳng. Đây là tiếp theo sẽ là một vài hình ảnh về máy phát điện đồng bộ. Stator của máy phát điện nhà máy thủy điện Rami. Đây là máy phát điện tuabin hơi. Từ trường của máy điện đồng bộ thì khi máy điện làm việc không tải, không có dòng điện uy không, từ trường chủ chốt điện máy điện chỉ do dòng điện một chiều uy tê chạy trong dây cuốn kích từ được đặt trên các cực từ sinh ra. Nếu rotor quay, từ trường của các cực từ này sẽ quét các dây quấn của stator và cảm ứng trong đó xuất điện đầu không tải không của máy. Còn khi làm việc có tải, thì ngoài từ trường của cực từ, còn từ trường của dòng điện y sinh ra. Khi có tải, từ trường trong máy tổng cộng là hai từ trường. Từ trường cho dây cuốn kích từ sinh ra tạo ra sức điện động S0, từ trường cho dòng điện phụ tải Y đi qua dây cuốn phần ứng, dây cuốn stator, gọi là từ trường của dây cuốn stator hay còn gọi là từ trường phần ứng tạo ra sức điện động EU. Tác dụng của từ trường phần ứng lên từ trường cực từ gọi là phản ứng phần ứng. Thì phản ứng phần ứng là khi máy phát điện làm việc, từ thông của cực từ rotor F0, các dây cuốn stator cảm ứng ra sức điện động E0, chậm pha một góc 90 độ. Dây cuốn stator nối với tải tạo nên dòng điện Y cung cấp cho tải. Dòng điện Y trong dây cuốn stator sinh ra từ trường của dây cuốn stator và còn gọi là từ trường quay phần ứng. Tùy theo tính chất của tải, mà trục từ trường phần ứng sẽ tạo thành một góc nhất định với trục của từ trường cực từ. Thì có là tải thuần trả R. Thì dòng điện sinh ra từ thông phần ứng cục pha xuất điện động. Phương của FU thẳng với góc so với phương FT phản ứng ngang trục. F ứng so với FT. Tải thuần cải ML. Thì dòng điện phản ứng chậm pha 90 độ so với xuất điện động, nên sẽ qua cực đại khi rotor đã quay theo 90 độ. Lúc đó, trục cực nam của rotor trùng với trục của cuộn dây. Từ thông phần ứng cùng phương như ngược chiều với từ thông phần cảm nên gọi là từ thông phản ứng dọc trục cực từ. Sức điện động E vượt trước dòng điện Y một góc 90 độ. Tiếp theo sẽ là tải thuần chung C. Dòng IU nhanh pha 90 độ so với sức điện động nên được đạt cực đại trước đó. Tức là trục cực bắc của rotor trùng với trục của cuộn dây. Từ thông phản ứng cùng phương và cùng chiều so với từ thông cảm nên gọi là phản ứng dọc trục trợ từ. Sức điện động E chậm sau Y một góc 90 độ. Chiều của FU trục chiều với chiều FT phản ứng phần ứng dọc trục từ trợ từ có tác dụng là tăng từ trường tổng. Tiếp theo sẽ là tải hỗn hợp. Thì khi ta có thể phân tích phần ứng ra làm phần dọc và phần ngang thì ta sẽ có các công thức là công thức
Tương tự thì ta có thể phân tích dòng điện Y làm hai phần. Ta cũng có cái công thức. Còn khi tải có tính cảm, một góc dưới 0-90 phản ứng ngay trục cự từ. Còn khi tải có tính dung, một góc từ 0 đến âm 90 độ thì phản ứng là ngang trục vào từ. Tiếp theo sẽ là phần thuyết trình của bạn Quân. Phương trình và đồ thị máy điện đồng bộ. Sức điện động do từ trường trong khe hở sinh ra E sigma sẽ bằng E0 cộng EU. Trong đó EU là sức điện động phản ứng. Máy phát điện đồng bộ. Máy phát điện đồng bộ có phương trình cân bằng điện áp là như sau: U bằng E sigma trừ E phản ứng. Động cơ điện đồng bộ thì sẽ có là U bằng E sigma cộng E phản ứng. U là gì? U là điện áp giữa hai cầu được máy. Phản ứng là gì? Phản ứng là bằng điện trở và điện kháng tản từ của dây phản ứng. Do máy cực lồi có khe hở giữa stator và rotor theo dọc trục và ngang trục khác nhau, không giống với máy cực ẩn, cho nên chia làm hai là một cái cực lồi và cái cực ẩn. Phương trình cân bằng điện áp của máy phát điện đồng bộ cực lồi: U bằng E0 trừ E nhân U trừ E nhân U bằng E0 trừ EUQ trừ cho EUD trừ cho ETERU. Nó có biểu thức như nào? Đối với động cơ điện thì chúng ta có biểu thức như thế này. Đồ thị vector của phương trình nó sẽ như thế này. Đây là đồ thị vector của phương trình. Chúng ta có thể thấy những giá trị ở trên nhãn đồ vector này. Phương trình đồ thị điện áp máy điện đồng bộ cực ẩn. Trường hợp đặc biệt ở đây là gì? Là máy đồng bộ cực ẩn là trường hợp đặc biệt có cực lồi SD bằng XQ bằng SDB. Hay nói cách khác là gọi là điện kháng đồng bộ, thì phương trình cân bằng điện áp nó là E bằng U, U bằng E0 trừ R nhân Y nhân XDB trừ IRU. Đồ thị vector của phương trình là đây. Đồ thị của vector phương trình. Tiếp theo là chúng ta sang phản ứng máy điện đồng bộ. Như chúng ta thấy ở đây là chúng ta có ba cái hình đầu tiên là R, hình thứ hai là L, hình thứ hai là C. Hình R thì gọi là tải thuần trở. Tải thuần trở thì sao? Tức là sức điện động của E cùng pha với dòng điện Y từ thông phản cảm và phản ứng có phương vuông góc với nhau. Kết quả của sự tương tác này là làm cho từ thông phản cảm thay đổi và ảnh hưởng đến giá trị sức điện động sinh ra trên mỗi pha. Vì phương của các từ thông này vuông góc với nhau, ta nói phản ứng là dạng cử từ ngang trục. Ở hình thứ hai thì tải thuần cảm L đây. Sức điện động E là pha với Y một góc là 90 độ. Từ thông phản ứng có khuynh hướng khử từ thông phản cảm vì hướng của từ thông ngược nhau. Ta nói phản ứng là khử từ dọc trục. Hình thứ ba là trở từ dọc trục. Tại sao? Là tức là từ thông phản cảm và phản ứng cùng hướng với nhau, ta nói từ thông phản ứng có khuynh hướng hỗ trợ từ thông phản cảm, như vậy gọi là hỗ trợ từ dọc trục. Cân bằng năng lượng trong máy điện đồng bộ. Như chúng ta thấy ở đây là có hai cái hình. Hình bên trái là hình của máy phát, hình bên phải là động cơ. Hình này là gì? Hình này tức là dạng, nghĩa có là dáng độ năng lượng của máy phát điện đồng bộ, là các tổn hao, là tổn hao đồng, tổn hao phụ, tổn hao sắt, tổn hao cơ. Máy phát thì nó ngược với động cơ, là nó sẽ là tổn hao cơ trước, còn động cơ thì tổn hao đồng trước. Đặc tính của gốc của máy điện đồng bộ. Thứ nhất là về đặc tính công suất tác dụng, là công suất tác dụng là B bằng M nhân U nhân Y nhân cos phi. Tại sao như vậy? BDT bằng BE cộng BU. BE là bằng công thức này, BU bằng công thức này.
thế hai cái này vào đây chúng ta được B điện T. Như vậy là muốn điều chỉnh công suất tác động B phải điều chỉnh công suất cơ của động cơ sơ cấp. Đặc tính công suất phản kháng Q bằng M nhân U nhân sin phi. Sau đó chúng ta thấy các công thức này vào thì cuối cùng thì chúng ta được là Q bằng M nhân U nhân E không nhân cos phi chia cho SDB trừ M nhân U bình chia SDB. Muốn thay đổi công suất phản kháng phải thay đổi E không, nghĩa là phải điều chỉnh kích tự. Xin chào thầy, em tên là Hoàng Đức Đạt. Hôm nay em sẽ mình trình bày về phần 2.1 các đặc tính của máy phát điện đồng bộ. Đầu tiên là đặc tính không tải. Khi E0 bằng U0 bằng F y kích tự, khi Y bằng 0 và F bằng F định mức. Đặc tính không tải là quan hệ giữa sức điện động E cảm ứng ra dây quấn stator với dòng điện kích tự khi dòng điện tải bằng 0 trong hệ đơn vị tương đối với E sao bằng E0 chia cho U định mức, IT sao bằng I1 chia cho IT định mức 0. Trong đó, IT định mức 0 là dòng điện không tải khi U bằng U định mức. E sao và IT sao là lần lượt là sức điện động và dòng điện tương đối. Phần 2 là đặc tính, hình 2.1 là đặc tính không tải của máy phát điện đồng bộ. Khi ở giai đoạn đầu, khi y kích tự tăng, điện áp tăng như tuyến tính. Ở giai đoạn 2, khi dòng kích tự tăng nhưng U kích tự tăng chậm. Và ở giai đoạn 3, khi U kích tự gần như sẽ không tăng. Phần 2 là đặc tính ngắn mạch và tỷ số ngắn mạch K. Đặc tính ngắn mạch là quan hệ giữa Y ngắn mạch bằng F Y kích tự khi U bằng 0, F bằng F định mức. Khi đó, dây quấn phản ứng sẽ được nối tắt ngay ở đầu máy. Hình 2.2 là đặc tính ngắn mạch của máy phát điện đồng bộ. Khi dòng Y kích tự càng tăng thì dòng điện ngắn mạch càng lớn. Tỷ số ngắn mạch. Tỷ số ngắn mạch K là tỷ số dòng điện ngắn mạch INO ứng với dòng điện kích thích sinh ra sức điện động E bằng U định mức khi không tải với dòng điện định mức. Khi K càng lớn thì delta U nhỏ và công suất phát lớn. Ta có công thức tính K là K bằng Y ngắn mạch chia cho Y định mức bằng Y kích từ 0 chia Y tn. Trong đó Y ngắn mạch là dòng điện khi ngắn mạch, Y kt0 là dòng điện kích thích khi không tải lúc U0 bằng U định mức, Y tn là dòng điện kích thích lúc ngắn mạch khi Y bằng Y định mức. 3 là đặc tính ngoài của máy phát đồng bộ. Đặc tính ngoài là quan hệ giữa U bằng Fi khi Y từ bằng hằng số và F bằng F định mức. Hình 2.4 là đặc tính ngoài của máy phát đồng bộ. Nếu tải có tính chất cảm thì khi Y tăng, phản ứng khử từ của phản ứng tăng, điện áp và đường biểu diễn sẽ đi xuống. Ngược lại, nếu tải có tính dung, khi Y tăng, phản ứng là trợ từ, điện áp là đường biểu diễn sẽ đi lên. Phần 4 là đặc tính điều chỉnh của máy phát đồng bộ. Đặc tính điều chỉnh là quan hệ IT bằng Fi khi U bằng hằng số và F bằng F định mức. Nó cho biết chiều hướng điều chỉnh dòng điện IT của máy phát đồng bộ để giữ cho điện áp U ở đầu máy không đổi. Khi dòng điện có tính điện cảm, đường đồ thị sẽ tăng. Và khi dòng điện có mang tính điện dung thì đồ thị sẽ đi xuống. 5 là đặc tính tải.
Đặt tính tải là quan hệ giữa u bằng f y ký tự khi y bằng hằng số và y bằng y định mức. Thì 2.4 là đặt tính tải của máy phát điện đồng bộ. Khi y ký tự tăng thì lần lượt u thì lần y tăng. Đợt 2.2 là máy phát điện đồng bộ làm việc song song. Điều kiện làm việc song song thì điều kiện để máy phát điện làm việc song song phải đáp ứng các điều kiện sau, là điều kiện của máy phát UF phải bằng và trùng pha với điện áp của lưới điện UL, tần số của máy phát FF phải bằng với tần số của lưới điện, và điều kiện là thứ tự pha của máy phát phải giống thứ tự pha của lưới điện. Khi ghép song song, việc điều chỉnh điện áp OF của máy phát điện đồng bộ được thực hiện bằng cách thay đổi dòng điện y kích thích của máy. Tần số FF của máy được điều chỉnh bằng cách thay đổi moment hoặc tốc độ quay của động cơ sơ cấp kéo theo máy điện. Sự trùng pha giữa điện áp của máy phát điện và của lưới điện được kiểm tra bằng đèn voltmeter có chỉ không hoặc dụng cụ đo đồng bộ. Về thứ tự pha của máy phát điện thường được kiểm tra một lần sau khi lắp ráp máy và hòa đồng bộ vào lưới điện lần đầu. Và ta có hai cách để hòa đồng bộ máy phát điện, đó là vì kết song song máy phát điện và hệ thống điện theo các điều kiện em vừa nêu được gọi là hòa đồng bộ chính xác máy phát điện. Ở trong một số trường hợp có thể dùng phương pháp hòa đồng bộ không chính xác, có nghĩa là không cần phải so sánh tần số, chỉ số góc pha, các điện áp của máy phát điện cần được ghép song song của lưới điện. Phương pháp này còn được gọi là phương pháp tự đồng bộ. Đầu tiên là phương pháp hòa đồng bộ chính xác. Phương pháp hòa đồng bộ chính xác có hòa đồng bộ bằng bộ đồng bộ kiểu sáng đèn. Phương pháp này sẽ sử dụng cho các máy phát điện đồng bộ công suất nhỏ và được thực hiện với kiểu nối tối theo sơ đồ hình 2.5A hoặc với kiểu sáng đèn quay theo sơ đồ hình 2.5B. Hình 2.5B sẽ đổi cực, đổi dây, đổi thứ tự dây của bóng đèn số 2 và số 3. Và có một phương pháp khác, đó là phương pháp hòa đồng bộ kiểu điện từ. Thứ hai là phương pháp tự đồng bộ. Khi thực hiện quá trình hòa đồng bộ bắt buộc, máy phát không được kích từ. Y kích từ của máy sẽ được cắt bởi áp tô mát kiểu từ và phải lưu ý tốc độ quay của máy phát. Khi tiến hành quá trình đồng bộ thì tốc độ góc quay của máy phát đóng vào phải gần bằng tốc độ quay của máy phát đang làm việc trong hệ thống. Xin chào thầy, thì sau đây sẽ là phần thuyết trình của em. Em tên là Nguyễn Việt Hoàng. Sau đây em sẽ trình bày về hai vấn đề, đó là điều chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng của máy phát điện đồng bộ. Một nhỏ, điều chỉnh công suất tác dụng B của máy phát điện đồng bộ. Muốn điều chỉnh công suất tác dụng B của máy phát điện thì phải thay đổi công suất cơ trên trục máy. Hai, điều chỉnh công suất phản kháng của máy phát điện đồng bộ. Muốn điều chỉnh công suất phản kháng Q thì phải thay đổi dòng điện kích thích IT của máy phát điện. Và sau đây là một số hình ảnh về máy phát điện không đồng bộ. Chúng ta sẽ tới phần 3.1 động cơ điện đồng bộ. Một, định nghĩa động cơ đồng bộ là động cơ mà có tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường. Phần thứ hai, các phương pháp mở máy của động cơ điện đồng bộ. Mở máy theo phương pháp không đồng bộ. Quá trình mở máy động cơ đồng bộ bằng phương pháp không đồng bộ có thể chia thành hai giai đoạn. Lúc đầu, việc mở máy được thực hiện với IT bằng 0, dây quấn kích thích được nối tắt qua điện trở RT như hình A. Sau khi đóng cầu giao, nối dây quấn stator với nguồn điện, do tác dụng của moment không đồng bộ, rotor sẽ quay và tăng tốc độ đến gần tốc độ đồng bộ N1 của từ trường quay. Trong giai đoạn này,
việc nối dây quấn kích thích với điện trở RT có chỉ số bằng 10 trên 12 lần điện trở RT của bản thân dây quấn kích từ là cần thiết. Nhưng mà để tránh việc mở máy qua hai giai đoạn như trên, trong đó phải thao tác dây quấn kích thích khỏi điện trở RT và sau đó nối máy kích từ, có thể nối thẳng dây quấn kích thích với máy kích từ trong suốt quá trình mở máy theo như sơ đồ hình B. Như vậy, trong dây quấn phần ứng của máy kích từ sẽ có dòng điện xoay chiều đi qua nhưng không gây ra tác hại gì. Khi rotor đạt đến tốc độ quay N bằng 0,6 trên 0,7 lần N đỉnh mức, máy kích thích bắt đầu cung cấp dòng điện kích từ cho động cơ điện đồng bộ, nhờ đó mà lúc đến gần tốc độ đồng bộ, động cơ được kéo vào tốc độ đồng bộ. Hình ảnh sự tương tác giữa từ trường quay và từ trường không đổi làm cho chúng đạt được tốc độ đồng bộ. Có hai phương pháp mở máy khác, đó là mở máy theo phương pháp hòa đồng bộ và mở máy động cơ điện đồng bộ bằng nguồn có tần số thay đổi. Để điều chỉnh công suất phản kháng của động cơ đồng bộ thì ta sẽ làm bằng cách là thay đổi dòng kích từ. Theo phần thứ hai là máy bù đồng bộ. Động cơ điện đồng bộ làm việc ở chế độ không tải và dòng điện kích từ điều chỉnh quá kích thích để động cơ phát ra công suất phản kháng với mục đích nâng cao hệ số công suất của lưới điện. Ta nói cách khác, máy bù đồng bộ thực chất là động cơ điện đồng bộ làm việc không tải với dòng điện kích từ được điều chỉnh để phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng, do đó duy trì được điện áp quy định của lưới điện ở khu vực tập trung hộ dùng nhiều. Chế độ làm việc bình thường của máy bù đồng bộ là quá kích từ phát ra công suất phản kháng cho lưới điện để nâng cao cost free, tăng điện áp đến chỉ số cần thiết. Lúc này máy bù có vai trò như một bộ tụ điện. Khi đấu song song một động cơ đồng bộ làm việc không tải và quá kích từ, nó sẽ phát công suất phản kháng và sẽ có lợi như là độ sụt áp thấp, tăng độ ổn định cung cấp điện và giảm được giá điện. Công suất định mức của máy bù đồng bộ được quy định ứng với chế độ làm việc quá kích thích có chỉ số là S định mức bằng M nhân U định mức nhân cho Y định mức. Khi làm việc ở chế độ thiếu kích thích tối đa, nghĩa là IT bằng 0 và E bằng 0, công suất của máy bằng S phẩy định mức bằng M nhân U định mức nhân cho Y phẩy. Động cơ điện đồng bộ làm việc ở chế độ không tải và dòng điện kích từ điều chỉnh quá kích thích để động cơ phát ra công suất phản kháng với mục đích nâng cao hệ số công suất lưới điện. Công suất phản kháng là Q bằng M nhân U nhân cho E0 cos Q trừ U chia cho X, mà E0 phụ thuộc vào Y kích từ, tăng Y kích từ suy ra tăng E0, suy ra Q0, Q lớn hơn 0, động cơ phát ra công suất phản kháng vào lưới điện. Động cơ làm việc quá kích thích, hệ số công suất lưới điện cos phi L bằng B chia cho căn của B bình cộng cho QL bình, tăng Y kích từ suy ra giảm QL suy ra cos phi tăng và ngược lại. Và 3.3 máy đồng bộ đặc biệt. Một nhỏ, động cơ bước. Động cơ bước là một loại động cơ được dùng để biến đổi các lệnh dưới dạng xung điện thành dịch chuyển dứt khoát 10 góc hay đường thẳng, như là bước từng bước mà không cần cảm biến phản hồi. Động cơ làm việc phải có kèm theo bộ đổi chiều điện tử
dùng để chuyển đổi các cuộn dây điều khiển của động cơ bước với thứ tự và tần số theo lệnh đã cho. Góc quay tổng hợp của rotor động cơ bước tương ứng chính xác với số lần chuyển đổi các cuộn dây điều khiển. Chiều quay phụ thuộc theo thứ tự chuyển đổi, tốc độ quay phụ thuộc theo tần số chuyển đổi. Ngay nhỏ, động cơ bước 500 vĩnh cửu là dạng phổ biến nhất trong các loại động cơ bước. Như tên của nó theo 500 vĩnh cửu vào việc chế tạo động cơ. Ưu điểm chính là của động cơ này là chi phí sản xuất thấp. Loại động cơ này có 48 đến 24 bước trên mỗi vòng quay. Cấu tạo động cơ 500 vĩnh cửu. Trong động cơ này, stator là đa cực và cấu tạo của nó tương tự như động cơ bước tiến, bước biến đổi từ trở như đã thảo luận ở trên. Nó bao gồm các FE có rãnh, trên đó cuộn dây stator được quấn, trong đó các cuộn dây có thể là 2 hoặc 3, 4 dây. Các đầu cuối của tất cả các cuộn dây này được nối với nhau, được nối với đầu kích thích DC thông qua các công tắc trạng thái trong mạch chuyển động. Rotor được tạo thành từ một vật liệu nam châm vĩnh cửu, có thể có hình dạng hình trụ hoặc cực lồi, nhưng thường là loại hình trụ trơn. Rotor được thiết kế để có số cực từ chặn với các cực bắc nam xen kẽ. Đây là hình ảnh của động cơ bước nam châm vĩnh cửu. Hoạt động của động cơ bước 500 vĩnh cửu. Động cơ bước này hoạt động theo nguyên tắc các cực khác nhau thì hút nhau và các cực giống nhau thì đẩy nhau. Khi cuộn dây stator được kích thích với nguồn cấp DC, nó sẽ tự tạo ra, tự thông và thiết lập các cực bắc nam. Do lực hút và lực đẩy giữa các rotor 500 vĩnh cửu và các cực stator, rotor bắt đầu di chuyển lên đến vị trí mà các xung được tạo ra cho stator. Khi phá A được cấp nguồn dương điểm A vậy, các cuộn dây sẽ thiết lập được cực bắc nam do lực hút các cực của rotor tạng hàng với các cực của stator. Khi kích thước được chuyển sang pha B và tách pha A, rotor sẽ điều chỉnh thêm trục từ phía của pha B và do đó quay qua 90 độ theo kiểu kim đồng hồ. Tiếp theo, nếu pha A được cấp nguồn với dòng điện âm đối với A vậy, thì sự hình thành của các cực của stator làm cho rotor di chuyển qua 90 độ khác theo chiều kim đồng hồ. Theo cách tương tự, nếu pha B bị kích thích với dòng âm bằng cách đóng công tắc pha A, rotor quay qua 90 độ khác theo cùng một hướng. Tiếp theo, nếu pha A được kích thích với dòng điện dương, rotor đến vị trí ban đầu, do đó tạo ra một vòng. Quay hoàn chỉnh với 360 độ. Điều này cho thấy bất cứ khi nào stator bị kích thích, rotor có xu hướng quay qua 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Đây là hình minh họa động cơ bước 500 vĩnh cửu. Không độ, 30 độ, 60 độ, 90 độ. Động cơ bước từ biến trở đổi. Biến đổi một tầng. Cấu tạo của động cơ này được trình bày ở hình 4.2. Rotor và stator được chế tạo bằng vật liệu từ động cơ 3 pha. Mỗi pha được quấn trên 4 cực hay răng của stator, ví dụ pha 1 được quấn trên cực 1, 4, 7, 10 của stator. Stator có 12 răng và rotor có 16 răng. Cực ngược, cực tính được quấn theo chiều ngược lại để tạo sự cân bằng giữa từ thông và ra khỏi rotor. Giả sử dòng điện I1 đặt vào pha 1 và 4, răng rotor đối địch với răng 1, 4, 7, 10 của stator, từ thông đi vào rotor từ răng 4, 10 và ra khỏi rotor qua răng 1, 7. Từ thông khép kín qua khung stator, có thể thấy rằng định răng stator 4 là cực bắc, định răng đối định với răng stator 4 là cực nam cảm ứng. Sự phân cực này phải tồn tại để cho phép từ thông lớn nhất qua khe hở giữa hai răng đối định, tương tự cho hai pha còn lại. Để rotor tiến một bước theo chiều kim đồng hồ thì ba pha được quấn trên răng stator 2, 5, 8, 11 được đặt dòng điện I3
vào dòng điện I1 được cắt. Bây giờ, do đường sức, chọn đường đi có đường dẫn lớn nhất hay từ trở bé nhất nên xuất hiện moment phản kháng kéo răng rotor gần răng stator 2581 nhất vào vị trí đối định. Đó là các răng rotor A, B, B, C đối định với các răng tương ứng 2581 của stator. Kết quả stator ở một vị trí cân bằng mới. Nếu dòng điện I2 tiếp theo đưa vào pha 2, I3, thì rotor sẽ bước thêm một bước nữa theo nhịp kim đồng hồ. Như vậy, trình tự 1, 3, 2, 1 cho rotor động cơ khiến theo nhịp kim đồng hồ. Muốn rotor quay ngược lại, trình tự kích thích 1, 2, 3, 1, nguồn kích thích phải là loại đơn cực. Góc bước của rotor được xác định như sau. ZR là số răng rotor, ZS số răng stator, M số pha, TS bằng 360 độ chia ZR là bước răng rotor, TS bằng 360 độ chia ZS là bước răng stator, RS bằng 360 độ chia theta S bằng ZR nhân M bước vòng. Tốc độ N bằng 60S chia RS bằng 60S chia ZR nhân M bằng 60S bằng theta S nhân F chia 6. Đối với động cơ ở hình 2, ta có biểu thức sau, thay công thức vào một tính ra được các số liệu còn lại. Là hình ảnh nguyên lý làm việc của động cơ. Có thể giải thích nguyên lý làm việc của động cơ bước đơn giản như sau. Động cơ bước là loại động cơ quay gián đoạn từng góc độ xác định bởi tác dụng của mạch điện xung đặt vào dây cuốn stator của nó, được dùng trong 140 các mạch tự động và điều chỉnh thiết bị đồng hồ tính toán trong máy cắt gọt làm việc theo chương trình. Hình 4.3 trình bày cấu tạo của loại động cơ bước đơn giản nhất. Stator và rotor có đối cực khác nhau, Khi đóng điện áp vào dây quấn 1.1 thì rotor ở vị trí 4.3A. Khi tiếp tục đóng điện vào dây quấn 2.2 thì rotor quay đi một góc 150 là hình B. Ngắt dòng điện qua dây quấn 1.1 thì rotor quay tiếp thêm 150 hình 4.3C. Cho xem lại hình 4.3 nhé. Đây. Hình 4.3 có thể thay đổi góc quay bằng cách thay đổi số cực, số đôi cực hoặc ghép các đôi stator và rotor lệch nhau một góc nhất định trên cùng một trục. Với cấu tạo khác nhau, động cơ bước có thể cho các góc quay từ 10 đến 1, từ 1 độ đến 180 độ. Tần số xung giới hạn để động cơ có thể mở được và đứng mà không mất bước vào khoảng 10 đến 10.000 hertz. Hai, động cơ điện phản kháng là loại máy điện đồng bộ không có dây quấn kích từ. Nguyên lý làm việc dựa vào sự khác nhau giữa từ trở dọc trục XD và ngang trục XQ. Công suất điện từ của máy vận điện đồng bộ gồm hai phần: B điện trở bằng BE cộng BU, trong đó BE là công suất điện từ chính, cộng BU là công suất điện từ phụ thuộc khi không có nguồn kích thích. Từ BE bằng 0, kích thích từ lúc đó lợi dụng công BU bằng MU bình chia 2, 1 trừ 1 phần XQ trừ 1 phần XD tại cạnh nhân sin 2 theta. Để thực hiện được XD phải khác XQ,
Rotor của máy được chế tạo như hình 4.1 với cấu tạo như hình trên. Hình 4.1A rotor được ghép bằng những lát thép tròn, những lỗ khuyết để tăng khe hở giữa các cực và do đó tăng từ chở của mạch từ trường ngang trục lên rotor đặt dây quấn, mở các kiểu lồng sóc để mở máy. Hình 4.1BC rotor được chế tạo bằng cách đổ nhôm vào các tập lá thép. Ở đây nhôm có tác dụng của dây quấn mở máy. Và đây là hình 4.1 ABC. Do không có dây quấn kích từ nên động cơ phải lấy dòng điện từ mạng điện và có cót phi thấp. Do cấu tạo rotor nên dòng điện từ hóa lớn để tạo từ thông cần thiết qua mạch có từ trở lớn. Trọng lượng động cơ phản kháng thường gấp 2-3 lần trọng lượng động cơ không đồng bộ cùng công suất. Thường các động cơ phản kháng được chế tạo với công suất 50-100W. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần bài tập. Chúng ta đến với bài thứ nhất là người ta cho là mình hai máy phát điện đồng bộ làm việc song song cung cấp điện cho hai tải. Tải thứ nhất có công suất biểu kiến là 5.000 kVA, có phi 1 là 0.8. Tải hai là có công suất biểu kiến là 3.000 kVA, có phi 2 là 1. Máy thứ nhất phát ra là B1, công suất là 4.000 kW. Rồi công suất phản kháng là 2.500 kilokva. Rồi người ta kêu là mình tính công suất máy phát thứ nhất và hệ số của mỗi máy phát. Là chúng ta sẽ có là khi hai máy làm việc song song thì công suất phát ra bằng tổng công suất hai máy. Chúng ta có là công thức là công suất biểu kiến sẽ bằng S bằng căn bậc 2 của B bình cộng Q bình. Công suất tác dụng là B bằng S nhân cos phi, công suất phản kháng là Q bằng S nhân sin phi. Để mà tính được công suất tác dụng của máy phát thứ hai thì chúng ta phải tính tổng công suất của hai máy là BT sẽ bằng công suất biểu kiến là ST1 nhân cos phi 1 cộng ST2 nhân cos phi 2 bằng 5.000 nhân 0.8 cộng 3.000 nhân 1 bằng 7.000 kW. Rồi công suất phản kháng của hai tải là QT sẽ bằng ST1 nhân sin phi 1 cộng ST2 nhân sin phi 2 bằng 5.000 nhân 0.6 cộng 3.000 nhân 0 bằng 3.000 kilokva. Không á, ở đây á là do sin phi 2, chúng ta tìm được do cos phi 2 bằng 1 thì sin phi 2 sẽ bằng 0. Rồi công suất tác dụng tại máy phát thứ hai B2 sẽ bằng BT trừ B1. 7.000 trừ 4.000 là còn 3.000 kW. Công suất phản kháng của máy 2 là Q2 sẽ bằng Q của T trừ Q trừ công suất phản kháng của máy thứ nhất là 5.000 trừ 2.500 là còn 500 kilokva. Rồi hệ số công suất của máy phát thứ nhất cos phi sẽ bằng B1 chia cho căn bậc 2 B1 cộng Q1 bình là sẽ ra là 0.848. hệ số công suất của máy phát thứ hai là cos phi 2 sẽ bằng B2 chia cho căn bậc 2 của B2 bình cộng Q2 bình bằng 0.986. Chúng ta sẽ đến với bài thứ hai là máy phát điện đồng bộ 3 pha cực ẩn có B đỉnh mức bằng 30M, 30 triệu watt, ưu đỉnh mức bằng 10,5 kV, cos phi đỉnh mức 0.8, số đo cực từ B bằng 1, hiệu suất đỉnh mức là bằng 98.32%, tần số nguồn phát F bằng 50 Hz. Người ta kêu mình tính là tính tốc độ quay rotor và dòng điện đỉnh mức, tính công suất biểu kiến S đỉnh mức của máy, công suất phản kháng quy định đỉnh mức của máy, tính công suất mà động cơ sơ cấp cung cấp cho máy và tổng các tổn hao. Thì em sẽ có là B đỉnh mức bằng căn 3 U đỉnh mức A đỉnh mức nhân cos phi đỉnh mức. Là đầu tiên là mình phải tính là tốc độ quay của rotor mà chúng ta có công thức là N bằng 60 F chia B. 60 F
60 nhân F, F là 50, B là số cực từ là 1, chúng ta sẽ có là 3.000 dòng trên phút. Và dòng điện đỉnh mức của máy là Y đỉnh mức sẽ bằng B đỉnh mức chia căn 3 U đỉnh mức nhân cos phi bằng 30 chia căn 3 nhân 10.5 nhân 0.8 bằng 2,064. Câu 2 người ta kêu mình tính là công suất biểu kiến của máy phát là S đỉnh mức sẽ bằng B đỉnh mức chia cho cos phi đỉnh mức 30 chia 0.8 bằng 37.5. KVA, công suất phản kháng là quy đỉnh mức sẽ bằng S nhân cho sin đỉnh mức sin phi đỉnh mức 37.5 nhân 0.6 bằng 25.5. 0.6 đây là do đề bài người ta cho là cos phi đỉnh mức bằng 0.8 nên mình sẽ tìm được sin phi bằng 0.6. Rồi, rồi tiếp theo là mình nói là công suất cung cấp cho trục máy phát bởi động cơ xe cấp là B1 sẽ bằng B đỉnh mức chia cho hiệu suất là 30 chia cho 98.32 nhân 100 sẽ bằng 30.51. Tiếp đến là tổng tổng hao là delta B sẽ bằng B1 trừ cho B đỉnh mức bằng 30.51 trừ 30 bằng 0.51.